Xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh. Ngày hôm nay chị sẽ giới thiệu với các em một quyển sách dán hình mới. Đó chính là quyển sách Peppa Crest Up Sticker Book. Và đây là một quyển sách dán hình rất là thú vị với chủ đề về heo Peppa. Và ở trong quyển sách này các em sẽ được khám phá các hoạt động trong một ngày của heo Peppa thông qua việc chơi hình dán. Có rất nhiều hoạt động thú vị của heo Peppa và các bạn cũng như gia đình. Nào chúng ta hãy cùng đến với hoạt động đầu tiên nhé. Hoạt động đầu tiên đó chính là thợ làm bánh bận rộn. Peppa đang rất là bận rộn giúp mẹ của mình làm những chiếc bánh quy. Hãy mặc cho Peppa một cái nón của người đầu bếp và đeo tạp dề vào nữa nhé. Và trong hoạt động này thì ai là người đang ăn bánh quy nhỉ? Có phải là heo em không? Chị Chim Xinh sẽ sử dụng sticker để dán và hoàn thành cho cái hoạt động trong cái quyển sách đầu tiên này nha. Đây chính là heo em đang cầm bánh bích quy nè, bánh quy để ăn. Và bây giờ chúng ta đến với hoạt động tiếp theo, đó chính là hoạt động tham dự một buổi tiệc hóa trang. Wow! Heo Peppa có một buổi tiệc hóa trang cùng với bạn bè của mình. Hãy lựa chọn cho heo Peppa một bộ trang phục, đó chính là robot. Đây là bộ trang phục do heo Peppa tự làm ở nhà đó. Ngoài ra thì cũng mặc trang phục cho bạn bè của Peppa nữa nhé. Vậy là chúng ta đã có rất là nhiều những nhân vật thông qua những bộ trang phục đã được hóa trang. Y tá nè, phù thủy nè, cà rốt nè, cướp biển, cao bồi. Những bộ trang phục thật là thú vị phải không các em? Tiếp theo, chị Chim Xinh có những cái sticker hình bóng bay để trang trí cho bữa tiệc thêm phần lộng lẫy và vui nhộn nữa đó. Nào, giờ hãy cùng đến với trang tiếp theo, chủ đề là nàng công chúa Peppa. Heo Peppa của chúng ta đang mơ về việc sẽ trở thành một nàng công chúa thực sự. Bây giờ tìm một cái hình dán vương miện vàng của heo Peppa, dán lên cho cô ấy và sau đó đội mũ lên cho tất cả bạn bè của cô ấy nha. Mũ của những nàng công chúa. Ồ không, đây là một con rồng khổng lồ màu xanh. Thật là đáng sợ. Và bây giờ hãy cùng nhau tạo nên một câu chuyện về chàng hiệp sĩ George sẽ chiến đấu với con rồng này nha. Cùng đến với lễ hội hóa trang mặt thật là vui nhộn. Đây là một ngày lễ tại trường học. Thì cô nàng mèo Candy đã được vẽ lại cái mặt làm sao để cho cô ấy trông giống như là một con hổ vậy đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ dán những cái sticker để cho Peppa Pig và những người bạn khác cũng trông giống như một con hổ. Tiếp theo là dán những cái sticker hình bóng bay nè và tòa lâu đài để trang trí thêm cho cái ngày lễ hội hóa trang mặt thật là vui nhộn này nha. Nào, giờ hãy cùng chị Chim Xinh đến với buổi biểu diễn xiếc của heo Peppa nha. Peppa và bạn bè của cô ấy đã có mặt tại một cái buổi biểu diễn xiếc. Và các em biết không, Peppa chính là người chỉ đạo của buổi biểu diễn này đó. Chúng ta sẽ sử dụng sticker hình cái nón và đội lên cho heo Peppa. Sau đó sử dụng những cái sticker khác để hoàn thành
cái trang mà chúng ta đang xem đó chính là buổi biểu diễn xiếc của Heo Peppa này nhé. Wow, bây giờ chúng ta sẽ đến với việc mặc trang phục cho ngày lạnh giá này nha. Peppa và em trai của mình rất là thích cái việc chơi ở dưới trời tuyết. Nhưng mà các em biết không, chưa chơi ở dưới trời tuyết thì sẽ rất là lạnh đúng không nè. Vậy thì hãy dùng những sticker như là mũ len để mà đội lên cho Peppa và em trai của mình để giữ ấm cho hai người nha. Sau đó thì chúng ta sẽ xây dựng một cái người tuyết. Cũng đừng quên đội nón len nè, rồi khăn choàng len nè, và những phụ kiện khác lên cho người tuyết nữa nhé. Còn hoạt động bên cạnh thì sao nhỉ? Vào một ngày trời mưa, Peppa và em trai của mình chơi ở trong phòng ngủ của bố mẹ. Các em có thể đoán xem được là Peppa và em trai của mình đang mặc đồ gì không nhỉ? Đó chính là hai người đang chơi trò chơi hóa thân thành bố và mẹ. Peppa thì mặc đồ của mẹ, còn em trai thì mặc đồ của bố. Trông rất là buồn cười. Chủ đề ngày quốc tế. Đây là ngày quốc tế tại nhóm mẫu giáo của Peppa. Peppa và các bạn của mình đang mặc trang phục từ các nước trên thế giới. Các em biết không, Peppa thì là nước Pháp nè. Các em hãy tìm cái sticker mà có hình cái mũ beret màu tím và đội lên cho Peppa nhé. Lúc này cô giáo khen là Peppa trông thật là tuyệt vời. Ngoài ra thì chúng ta cũng tìm những cái bộ trang phục để mà mặc cho bạn của Peppa luôn nha. Wow, trang tiếp theo sẽ đưa các em đến với một bữa tiệc với chủ đề về cướp biển. Hôm nay là sinh nhật của chó Dandy và chúng ta có một bữa tiệc với chủ đề là cướp biển. Các em hãy tìm những cái sticker có hình cái mũ cướp biển và dán lên cho Peppa cũng như là bạn của cô ấy nhé. Đừng quên tìm một cái mũ cướp biển thật là bự và đội lên cho heo bố. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái sticker để trang trí cho bữa tiệc này thêm phần vui nhộn nữa nha. Tiếp theo sẽ là khung cảnh tại một trạm cứu hỏa. Hôm nay thì Peppa đi đến trạm cứu hỏa cùng với mẹ của mình để trải nghiệm việc trở thành một người lính cứu hỏa như thế nào. Chúng ta hãy mặc cho Peppa một bộ trang phục lính cứu hỏa màu vàng và trang trí thêm những cái sticker để cho buổi thực hành trở thành người lính cứu hỏa ngày hôm nay được diễn ra đúng nghĩa nha. Ai trong số chúng ta biết về câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ rồi nè? Hoạt động tiếp theo, Peppa và bạn bè của cô ấy được đóng vai chính trong vở kịch ở trường. Peppa sẽ đóng vai là cô bé quàng khăn đỏ. Chính vì vậy cô ấy đang choàng bên ngoài một cái chiếc khăn màu đỏ đó các em. Và hãy cùng kể lại câu chuyện
cô bé quàng khăn đỏ nhé. Nào, tiếp theo là một hoạt động rất là hay ho đây, đó chính là hoạt động thám hiểm. Peppa và em của mình được đi cắm trại ở trong rừng. Họ tìm thấy rất là nhiều những cái sinh vật nhỏ bé dễ thương. Mặc cho Peppa và em của mình bộ trang phục của nhà thám hiểm nhé. Nào giờ hãy cùng đến với hoạt động cuối cùng trong quyển sách nha. Đây chính là hoạt động có tên là vũng nước sinh. Peppa rất là thích đi đôi ủng màu vàng của mình để có thể nhảy lên nhảy xuống ở trong cái vũng bùn. Các em đã từng chơi như Peppa chưa? Và chúng ta hãy dùng những cái sticker hình những đôi ủng để mặc vào cho Peppa cũng như là gia đình của cô ấy nhé. Wow, thế là chị Chim Sinh đã chơi xong quyển sách dán hình ngày hôm nay rồi. Và sau khi chơi xong, chúng ta vẫn còn dư ra hai trang hình dán rất là dễ thương về nhân vật heo Peppa. Các em hãy cùng chị Chim Sinh nhìn nè. Đó, heo Peppa với các bộ trang phục khác nhau. Và các em có thể dùng những cái hình dán này để chúng ta trang trí ở trong tập nè, hoặc là trang trí ở trên tường phòng của mình đều được nha. Rất là tuyệt phải không các em? Dễ thương lắm á. Rồi, giờ các em hãy cùng chị Chim Sinh nhìn ngắm lại những cái trang hình dán về các hoạt động của heo Peppa mà chị Chim Sinh đã chơi ngày hôm nay nè. Heo Peppa làm bánh nè, rồi chơi cùng với các bạn rất là nhiều những hoạt động khác nhau. Thật là tuyệt vời phải không? Và chị Chim Sinh nghĩ là những cái hoạt động của Heo Peppa thì các em cũng đã từng trải qua rồi đúng không nè? Đừng quên like video và đăng ký kênh để có thể trở thành người đầu tiên được xem video mỗi ngày nhé các em. Cảm ơn các em đã theo dõi hết video này. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các em nhé.